Thưa quý thính giả, chúng tôi là Ngô Đình Vận thuộc ở chương trình Văn hóa Nhân bản Học Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp một số các anh em ở trong giới trẻ đứng ra tổ chức đêm thắp nến để cầu nguyện cho giáo xứ Mỹ Yên cũng như là tất cả các anh em đang tranh đấu cho dân chủ ở trong nước. Vậy thì trước tiên xin anh Ngô Thiện Đức thuộc Đại đạo Thanh niên Hội Cao Đài thì anh cho biết là trong cái tổ chức của các anh có bao nhiêu hội đoàn trẻ tất cả. Dạ, trước tiên thì Ngô Thiện Đức trân trọng kính chào quý thính giả của đài chương trình Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Và để trả lời câu hỏi của anh thì trong cái đêm thắp nến ngày 5 tháng 10 sắp tới thì tất cả các đoàn thể trẻ trong cộng đồng, thứ nhất là các đoàn thể trẻ của năm tôn giáo cùng tất cả các đoàn thể trẻ trong cộng đồng cũng như có sự yểm trợ của cố vấn của Hội đồng Liên Tôn và các đoàn thể cộng đồng từ cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali cho tới cộng đồng Los Angeles rồi sang San Diego và Pomona đều trong cái thành phần ban yểm trợ. Và tất cả các đoàn thể, hình như bao gồm tất cả các đoàn thể trong cộng đồng đều là thành phần của ban tổ chức. Vâng, dạ thưa, bây giờ chúng tôi qua anh Nguyễn Mạnh Trí thuộc giới trẻ Công giáo. Như chúng tôi được biết đó, là kỳ này cái tổ chức nó, cái phương thức mà tổ chức nó có khác đi, tức là nó không có chủ tịch ban tổ chức mà nó là đồng chủ tịch của tất cả các toàn thể, mà nhất là đoàn thể giới trẻ đứng ra là giống như là cái cột trụ cho cái vấn đề mà tổ chức lần này. Thì anh cho biết cái phương thức đó nó như thế nào? Dạ vâng, tất cả các anh em ở đây đó gần như là biết nhau hết rồi, đã làm việc với nhau trong bao nhiêu cái tổ chức khác nhau rồi. Coi như là anh em ai cũng biết việc làm cả, cho nên là tất cả mọi việc đều chia nhau ra làm, không cần phải là người này trưởng ban, người kia là phó ban hay là phải là gì hết. Mọi người đều có cái trách nhiệm giống nhau và mọi người đều thấy rằng cái công việc này là công việc của mình, và ai làm được cái gì thì làm. Và trong đó thì tất cả anh em cũng học với nhau và chia với nhau. Tất cả những công việc đó cũng được thành công một cách tốt đẹp. Ngoài ra đó, tất cả các đoàn thể, các tổ chức mà tham dự vào trong cái phiên họp đó đều là thành phần ban tổ chức, và khi mà thành phần ban tổ chức chúng ta gọi là đồng tổ chức, có nghĩa là không có tổ chức này hơn tổ chức kia, hay là tổ chức này nói tôi đứng ra tổ chức chứ không phải là anh đứng ra tổ chức, nhưng mà tất cả toàn thể đều là đồng tổ chức. Chúng tôi muốn hỏi anh Lý Vĩnh Phong thuộc đoàn Thanh niên Phan Bội Châu, thì anh thấy là cái phương thức mà tổ chức như thế này nó có những ưu điểm nào và nó có thể nó có những khuyết điểm, thì anh nhận xét như thế nào? Vâng, thưa chú là thưa quý khán giả của chương trình, đối với cá nhân Phong thì lúc nào chúng ta tổ chức một cái sinh hoạt nào mà nó có nhiều đoàn thể tham gia vào đó, thì một trong những cái khó khăn là vì chúng ta có nhiều hội đoàn, cho nên chúng ta cái sự liên lạc của chúng ta nó phải rất là chặt chẽ, và tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể tránh được những cái thiếu sót nhỏ nhỏ trong những lúc chúng ta liên lạc với nhau. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là làm việc theo nước này là chúng ta làm việc với số đông, và chúng ta có cái sự hợp tác hỗ trợ nhau với nhiều đoàn thể với nhau, nó nói lên cái tinh thần đoàn kết của cộng đồng chúng ta cho cái công cuộc tranh đấu chung. Thì đó là cái điểm mà tích cực cho cái cách làm việc của các anh em. Thì công việc nó rất là trôi chảy vì đa số anh em đều đã làm việc quen với nhau rồi, và cũng mọi người đều làm việc với cái tinh thần là cho cái công cuộc chung, cho nên chúng ta không có đặt cái vấn đề quyền lợi của cá nhân tổ chức, mà chúng ta chỉ đặt cái quyền lợi của cái công cuộc cái công tác chung này thôi. Với anh Lý Vĩnh Phong thì đây là một cái tổ chức đêm thắp nến mà bao gồm tất cả các đoàn thể trẻ cũng như các đoàn thể trong cộng đồng, thành ra được các cô chú bác ủy nhiệm cho giới trẻ để mà thành lập ra cái ban điều họp để mà điều hành cho cái đêm thắp nến sắp tới. Thành ra để cho cái công việc cũng như các đoàn thể làm việc một cách hài hòa, vui vẻ mà nó trôi chảy và tạo cái không khí rất là thoải mái, coi như tất cả
các đoàn thể trẻ đều là thành viên của ban điều hợp để làm việc chung với nhau, thành ra không có trưởng ban phó ban, để cho có cái sự làm việc nó thoải mái từ các đoàn thể đã quen sinh hoạt trong cộng đồng cũng như các đoàn thể mới chưa từng sinh hoạt chung ở trong cộng đồng, thành ra cũng cảm thấy dễ chịu khi mà ngồi ở trong cái ban điều họp để mà điều khiển cái đêm thắp nến sắp tới. Chắc có lẽ chú Vận cũng muốn hỏi anh Phong với anh Đức về coi những đoàn thể tổ chức nào trẻ nào ở trong cái ban điều họp đó, có thể anh nói không, thì anh dạ. Đức có thể cho biết luôn ở trong cái ban điều họp gồm có những tổ chức như thế nào. Dạ, đầu tiên thì là bên anh Nguyễn Minh Chí cũng như anh Thụy Đỗ ở trong văn phòng giới trẻ của Công giáo, và Ngô Thiện Đức thì trong đại đạo thanh niên hội Cao Đài, Nai Na Trần thì ở trong tổng hội sinh viên, Lý Vĩnh Phong đoàn thanh niên Phan Bội Châu, và cô Thu Hà Nguyễn thì của dân Marine, và anh Quang Trần thì ở trong cái trường quân đội QTD, và cô Lan Vi ở trong đoàn hội phụ nữ vì nhân quyền, và anh Thiện Thành ở trong đoàn thanh niên yêu nước, anh em yêu nước, và còn một số các đoàn thể trẻ nữa thì có thể Lý Vĩnh Phong hay là anh Nguyễn Minh Chí Bộ Túc Thiên. Dạ vâng, thì có anh Thiện Thành lúc nãy như nói là bên nhóm các anh em yêu nước, hội anh em yêu nước, đó là một những cái hội đoàn mà chúng ta đã ngồi lại làm công việc điều họp. Tuy nhiên khi mà chúng ta quảng bá đó thì chúng ta quảng bá hết tất cả những hội đoàn, và ngày hôm đó ban tổ chức ghi chú là sẽ có sự tham dự của rất là nhiều các hội đoàn trẻ khác, ví dụ như là từ bên gia đình Phật tử, cũng như là bên thiếu nhi thánh thể, hoặc là những cái hội đoàn trẻ khác ở bên tin lành. Một trong những đoàn thể trẻ mà mình quên không nhắc tới đó là Phan Bội Châu. Và Đức cũng đây Đức xin bổ túc thêm một đoàn thể nữa của bên Tôn giáo là đoàn thanh niên Phật giáo Hòa Hảo, anh Hiệp sẽ đại diện. Thì chúng tôi cũng sự thực là ngay khi mà chúng tôi làm về truyền thông là chúng tôi cũng hết sức là bất ngờ, vì chúng tôi cũng chỉ mới biết là các anh nó mới họp ngày hôm qua. Và các anh cũng khi tổ chức này, các anh cũng có một cái thời gian là rất là hạn hẹp để mà tổ chức một cái đêm thắp nến tương đối là quy mô. Vậy thì xin anh Chí có thể cho biết là qua những cái phiên họp và làm việc liên tục như vậy thì các anh đã có những cái bước tiến như thế nào để mà tiến tới trong còn có 2 ngày nữa để mà tới cái đêm thắp nến. Dạ vâng, cái diễn tiến tổ chức cho cái đêm thắp nến rất là tốt đẹp, là bởi vì cái sự hưởng ứng của tất cả các đoàn thể, các tổ chức đã ngồi lại với nhau và chia nhau cái công việc làm. Và mỗi người như vậy là chúng ta nhận cái công việc đó và chúng ta chu toàn. Và trong thứ 6 này, tức như là một ngày mai đây, thì chúng ta sẽ có cái buổi tổng kết lại, tổng họp tổng kết tất cả những công việc đó đã đi tới đâu, để rồi những cái gì mà chưa làm thì chúng ta sẽ tiếp tục để mà chọn cái công việc, kiện toàn cái công việc đó. Cho nên là mặc dù cái thời gian nó ngắn, nhưng mà cái sự hy sinh, cái sự cố gắng, cái sự làm việc hăng say của tất cả các đoàn thể, các tổ chức, các anh em, nó đã được chu toàn rất là tốt đẹp. Cái điều mà chúng tôi xin được thưa với tất cả quý vị đồng hương là cái sự chuẩn bị cho cái đêm thắp nến này gồm rất nhiều các đoàn thể trẻ là trong thành phần ban điều hợp, và chúng ta có thành phần ban cố vấn, và chúng ta có thành phần yểm trợ, rồi chúng ta có mấy chục hội đoàn cũng nằm ở trong thành phần ban tổ chức. Cái sự chuẩn bị cho cái đêm thắp nến đó chúng tôi hy vọng rằng có trên con số là 3.000 người, và cái tất cả những cái sự chuẩn bị của chúng tôi cũng đều là chuẩn bị cho cái vấn đề đó, và chuẩn bị một cách chu đáo để có tất cả quý vị lớn tuổi đến tham dự, cũng có ghế ngồi, cũng có máy sưởi để mà có thể là cái trời hơi lạnh lạnh, xe lạnh một chút xíu thì cũng có máy sưởi cho tất cả các cụ. Và điều đó là chúng tôi, anh em chúng tôi được trao cho trách nhiệm đó thì cố gắng làm tròn cái trách nhiệm. Cái phần còn lại đó là xin được quý vị, cái phần thành công hay không là ở nơi quý vị. Nếu quý vị tới tham dự, mỗi người chúng ta đốt lên một ngọn nến đó thì nó tạo lên thành hàng ngàn ngọn nến. Và cái hình ảnh đó sẽ được chuyển về Việt Nam cũng như chuyển cho toàn thế giới thấy được là cái sự hiệp thông của chúng ta đồng bào hải ngoại, nhất là miền Nam California này, đã hiệp thông với giáo hội ở bên quê nhà cũng như là cầu nguyện và tranh đấu cho những nhà dân chủ tại Việt Nam. Đức xin tiếp lời anh Chí, thì
tuy rằng thời gian rất là hạn hẹp nhưng vì cái tình hình rất là nóng bỏng ở Việt Nam cũng như về cái sự đàn áp ở giáo xứ Mỹ Yên, cũng như là để đáp ứng được cái sự hiệp thông của ở hải ngoại cùng với ở bên quê nhà, thành ra chỉ trong có 2 tuần mà thôi mà các anh em đã hội họp cũng như là thành lập cái ban tổ chức để mà gấp rút để mà tổ chức cái đêm thắp nến. Nhưng mà qua cái kinh nghiệm cũng như là bao nhiêu lần tổ chức của anh Nguyễn Minh Chí đây, thường xuyên là được tin tưởng ở trong các đoàn thể trong cộng đồng giao phó, thì các công việc điều hành rất là trôi chảy, coi như nó có sẵn cái sườn. Và với cái kinh nghiệm của anh cũng như là tất cả các anh em trong cộng đồng đều là những người mà từng tham gia cũng như từng tổ chức những cái event lớn, thành ra các công việc đó với tất cả các anh em trong các hội đoàn thể trẻ ở trong ban điều hợp rất là trôi chảy, không có gì khó khăn thôi. Vâng, dạ thưa, thực sự là thưa mấy các anh là như này. Sự thực ấy, cái vấn đề mà cái sự kiện mà xảy ra mà đàn áp ở Mỹ Yên nó chỉ là một cái thí dụ và một cái cuối cùng mới xảy ra thôi, chứ thực sự ra là Tin Lành đứng Christ ở cao nguyên cũng đã bị đàn áp một cách thậm tệ và còn bắt bỏ đạo nữa. Ở bên Phật giáo Hòa Hảo họ cũng đã phá thánh thất rồi, họ bỏ tù những cái người bên Phật giáo Hòa Hảo, rồi bên Cao Đài cũng vậy. Dạ đúng. Và bên Phật giáo thì cũng bị gọi là bao vây đủ chuyện và cũng bị đánh đập. Thì cái chuyện mà cầu nguyện đó là Mỹ Yên chỉ là một cái thí dụ điển hình để cầu nguyện chung cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thứ nhất là như vậy. Và thứ hai là như cái tin mà hôm nay chúng tôi được biết là tin từ cái Facebook của giáo xứ Bố Sơn thuộc giáo phận Vinh, thì họ cho biết rằng cái bạo quyền tỉnh Nghệ An họ đã điều động khoảng 600 sinh viên thuộc tỉnh tham gia cái cuộc tập trận với công an bộ đội từ ngày 28 tháng 9 tới có thể tới ngày 7 tháng 10 để gọi là phòng chống bạo loạn và lật đổ chính quyền, có sự tham dự của quân khu 4 và bộ công an nữa. Thì nhiều sinh viên ở trong cái họ bị bắt không được đi học, bỏ học để mà tham gia, thì họ rất là mệt vì họ bị công an mang ra đường phơi nắng, rồi thì là phải bỏ học, rồi thì là vào rồi phải chịu kỷ luật, là họ kiểm soát rất là gay gắt, là không cho mang máy hình, không cho máy quay phim, mặc dù là chụp những cái cảnh mà thao giờ đó họ không cho ra. Nhưng mà có những anh em họ sinh viên họ rất là bất mãn và họ đã đưa lên cái Facebook của giáo xứ Bố Sơn, và cái này đã được loan tải trên rất nhiều cái hệ thống truyền thông. Thì các anh Đức nghĩ sao về cái chuyện mà nhà nước mà sẵn sàng ra tay với cái chuyện mà các tôn giáo chỉ có cầu nguyện thôi, tức là dùng sự cầu nguyện để chống lại bạo lực, thì anh nghĩ sao vấn đề đó? Dạ thưa anh, thì đây cái giáo xứ Mỹ Yên chẳng qua là tới cái điểm mà coi như ở hải ngoại chúng ta thấy là không thể chịu đựng được nữa, thành ra chúng ta tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện để mà hiệp thông với ở bên quê nhà. Nhưng mà thật sự thì từ trước tới giờ thì không phải chỉ riêng mình giáo xứ Mỹ Yên, mà bên Thánh Thất Cao Đài, bên Phật giáo Hòa Hảo, bên Tin Lành, rồi ở bên Phật giáo đều bị đàn áp như nhau. Nhưng mà vì cái công việc đây tới là cái điểm coi như đúng thời điểm để mà tất cả mọi người cùng hiệp thông với ở trong nước để mà có một cái gì đó thay đổi ở trong quê nhà, thì chính vì cái lẽ đó mà chính quyền của cộng sản cũng nhìn nhận được, thấy là coi như người dân ở trong Việt Nam không thể mà chịu đựng được nữa dưới cái sự đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền cộng sản, cũng như cái sự mà hèn với giặc mà ác với dân, coi như bảo vệ đất nước thì không bảo vệ mà lại đi đánh đập người dân, lại đi hà hiếp người dân để mà đem đất nước để mà bán dân cho Trung Cộng. Thì cái chuyện đó coi như người dân người ta cảm thấy căm phẫn và người ta chịu không nổi nữa, và chính nhà cầm quyền cộng sản cũng hiểu được và cũng nhận được cái sự nguy hiểm sắp sửa cận kề, thành ra nhà cầm quyền cộng sản mới
tập hợp những người con của dân tộc Việt Nam để mà đi để mà đi tập luyện để mà trấn áp những cái cuộc biểu tình hay là những cái cuộc mà lật đổ chính quyền sắp sửa xảy ra, thì những người đó là những người con của dân. Thì sau khi tuy rằng tập là tại vì ở trong cái chính quyền đó chúng ta không thể nào lựa chọn được, nhưng mà tuy rằng tập là tập như vậy, nhưng mà khi có chuyện thì những người đó là những người quay trở lại cầm súng để mà dẹp cái chế độ cộng sản này. Và tất cả mọi người đều nhận thấy cũng như nhìn nhận được cái công việc nó sắp sửa đến gần, đó là cái chế độ cộng sản không thể nào tồn tại được. Vâng, chúng tôi trở lại với anh Lý Vĩnh Phong. Thì anh là một người thuộc ở giới trẻ mà bây giờ đó là ở Việt Cộng họ cấm Internet. Vậy thì anh là một người giới trẻ mà nhất là cái qua cái nghị định của ông 72 của ông Nguyễn Tấn Dũng đó, ông ấy cấm giới trẻ không được rằng sử dụng Internet. Vậy thì bây giờ đặt trường hợp cá nhân anh là một người mà bây giờ anh bị cấm và bị kiểm soát Internet thì anh nghĩ sao về vấn đề đó? Vâng, thưa chú cũng như là thưa quý vị, là những cái luật lệ mà do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đưa ra, nó cho mình thấy là chính quyền Việt Nam thứ nhất là họ rất là lo sợ, họ sợ Internet và họ sợ cái sự nâng cao dân trí của người dân Việt Nam. Khi mà người dân Việt Nam mà thấy được cái bộ mặt thực của chế độ mà một cái nhà nước không coi lo cho dân đó, thì người dân người ta sẽ đứng lên, và cái đó chính là cái làm cho chính quyền cộng sản họ rất là sợ. Tuy nhiên họ đưa ra những cái luật lệ như vậy, nó đối với cái thế giới văn minh ngày nay nó không có make sense, không có hợp lý chút nào hết. Là tại vì làm sao chúng ta có thể cấm được người dân cái vấn đề dùng Internet? Và hiện nay rất là nhiều người trong Việt Nam họ tinh vi hơn trong cái cách họ truy cập mạng Internet, hoặc là họ vào Facebook hay gì, họ có thể tìm được những cái cách vượt, coi như là gọi là Việt Nam gọi là vượt tường lửa, hoặc là chúng ta đi vòng qua cái hệ thống kiểm soát của chính quyền. Thì những cái điều luật đó đưa ra nó cho chúng ta thấy một điểm là chính quyền Việt Nam họ đang rất là lo sợ hãi, và họ không còn cách nào hơn là đưa ra những cái luật lệ nó không có hợp lý chút nào. Và Phong tin rằng là cái đó là cũng là một cái báo hiệu là cái chế độ cộng sản Việt Nam không còn tồn tại được lâu, một khi mà cái bức màn bưng bít thông tin nó bị sụp đổ, thì người dân Việt Nam khi họ đã ý thức được cái hiện tình của đất nước cũng như là xã hội, thì họ sẽ cảm giác được cái bổn phận trách nhiệm của họ cần phải làm gì. Mà chúng ta đã thấy là qua giáo sư Mỹ Yên cũng như là tất cả những cuộc tranh đấu trong nước, cái mà người dân chúng ta chỉ là đòi hỏi là họ đòi hỏi một cái sự công bằng, một cái sự công lý cho xã hội, cho đất nước, cho người dân. Mà dưới cái chế độ cộng sản Việt Nam thì những cái công bằng, những cái công lý đó không thể nào xảy ra được đó. Cho nên đó là những cái điểm yếu của cái chế độ cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, thưa chú. Vâng, dạ thưa, bây giờ trở lại với anh Nguyễn Mạnh Chí. Thì mỗi ngày hôm qua là cộng sản họ gán cho luật sư Lê Quốc Quân cái tội là trốn thuế, và họ xử 30 tháng tù. Vậy thì anh nghĩ sao về cái chuyện này, mà thực sự là họ đã nói với em của Lê Quốc Quân là Lê Quốc Quyết rằng thì là tại vì cái tội của Lê Quốc Quân đó là không biết điều vì cứ đòi làm người thì và thứ hai, nhưng mà cái đó cũng chỉ là một cái kiểu họ nói thôi. Thực sự ra nó là họ rất kỵ những người chống Trung Cộng là quan thầy của họ. Và thì anh Chí nghĩ sao về cái bản án đối với luật sư Lê Quốc Quân? Tất cả mọi người chúng ta đều hiểu rồi, qua những cái sự tranh đấu, qua những cái sự mà đòi hỏi của tất cả những nhà đấu tranh dân chủ tại Việt Nam, không những thế mà những nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo họ cũng phải lên tiếng, không phải là chỉ Công giáo không, mà Cao Đài, Hòa Hảo, Phật giáo, tất cả đều lên tiếng, Tin Lành đều lên tiếng hết. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà xử anh Lê Quân đó, thì tôi thấy rằng là họ đang là xài cái luật rừng, mà chúng ta gọi là cái luật rừng đó thì nó là bao nhiêu năm nay rồi, họ gán cho một tội chứ họ gán cho 10 tội cũng được nữa.
Cho nên là cái đó, việc đó chúng ta thấy rất nhiều, thấy qua Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha và nhiều nhà chiến đấu, kể cả cái việc mà người ta viết một cái bài hát, nhạc sĩ Việt Khang viết một bài hát để yêu mà chống lại yêu nước, dạ vâng đúng vậy, mà còn bị còn bắt người ta bỏ tù rồi, thì còn cái gì để mà chúng ta nói. Có người mà bênh vực cho công nhân là cô Đỗ Thị Minh Hạnh cũng và cô ấy là bị hành hạ nặng nề lắm ở trong tù. Dạ vâng. Sống ở chế độ Việt Cộng thì ai cũng ngao ngán, bởi vì Việt Cộng lúc nào cũng muốn hả, muốn bắt bớ một người nào thì chụp cho cái mũ là chống nhà cầm quyền, hoặc là vô khám xét nhà người ta rồi bỏ những cái thông tin mà chống chính quyền rồi cái chụp cho người ta cái mũ. Chẳng hạn vu cáo những cái vị luật sư mà trốn thuế hay là đi kiếm gái là những cái lý do thật là ấu trĩ của một nhà cầm quyền, mà không thể nào mà một người dân ở trong nước mà mình chấp nhận một cái đưa ra một những cái tội phạm như vậy để mà chụp mũ người ta, rất là xấu hổ một cái chính quyền. Và bây giờ thì chúng tôi trở lại với cái chuyện chính của quý vị là cái đêm thắp nến sắp tới. Vậy thì quý vị còn bao nhiêu buổi họp nữa và họp về những cái vấn đề gì? Dạ vâng, ngay chính trong buổi họp chiều hôm nay là tất cả các anh em trong cái ban điều hợp sẽ ngồi lại chi tiết hóa ra từng cái công việc làm và ai phụ trách cái công việc gì, thì đã đi tới đâu rồi và những cái gì chúng ta cần phải làm thêm nữa để đạt được cái mục đích, là cái mục đích của chúng ta tối thiểu là chúng ta phải có trên 3.000 người được tham dự cái đêm thắp nến này, và chúng tôi tin tưởng là cái con số đó sẽ đạt được và đạt hơn con số đó nữa, chứ không phải là con số đó không. Bởi vì hiện tại bây giờ như chú thấy, tất cả mọi người bên ngoài đồng hương của chúng ta đang phẫn nộ về cái việc mà đàn áp mà dân lành giáo sư Mỹ Yên cũng như là các nhà đấu tranh dân chủ, cho nên họ rất là bức xúc, và tôi nghĩ rằng cái sự bức xúc đó là cái sự mà chúng ta cần phải đến với nhau, và chúng tôi tin tưởng rằng ngày hôm đó sẽ có rất đông. Thì trong cái phiên họp ngày hôm nay chúng tôi sẽ thảo luận hết, và chúng tôi cũng biết rằng cái sự tham dự của các đồng hương là cái sự quý báu và cái thời gian rất là quý báu để mà họ đã dành được đến cái đêm thắp nến đó. Cho nên cái ban tổ chức cũng phải chuẩn bị một cách rất là chu đáo, tất cả những cụ ông cụ bà mà đến thì chúng ta cũng phải chuẩn bị. Vâng, cho cái phương thức xin anh chị có thể cho biết là tất cả cái chuẩn bị của các anh ấy thì đương nhiên là phải tốn tiền, vậy thì các anh ước tính về vấn đề tài chính thì như thế nào, thì anh Ngô Thiện Đức có thể cho biết rằng các anh đã tính là chi phí cho cái đêm thắp nến này khoảng đó bao nhiêu, và các anh xoay sở bằng cách nào? Dạ thưa ban tổ chức dự trù, theo như cái buổi họp vừa qua thì chi phí cho cái đêm thắp nến này khoảng 7.000, thì anh Nguyễn Minh Chí ảnh có cái may mắn là mỗi khi mà có tổ chức cái event gì thì có cái ân nhân để mà bảo trợ. Như lần trước thì có một ân nhân bảo trợ anh Đại Trương, khai thuế anh bảo trợ cho 8.000 hay 9.000 cho tất cả các event trong cái đêm thắp nến. Và lần này cũng thế, thì anh Nguyễn Minh Chí đã liên lạc với anh Đại Trương và anh Đại Trương đã bảo trợ trước cho 4.000. Và bên cạnh đó thì có các cộng đồng yểm trợ, thì thấy cái email lại cho anh Nguyễn Minh Chí là các cộng đồng cũng như các giáo phận mà yểm trợ, thành phần yểm trợ của ban tổ chức, thì mỗi một tổ chức như vậy yểm trợ 300. Thì hiện nay thì ban tổ chức cũng còn cần nhận những sự yểm trợ của quý đồng hương hay là các cơ sở thương mại. Nếu mà quý vị muốn yểm trợ cho ban tổ chức cũng như là cái đêm thắp nến được thành công, thì xin gửi cái chi phiếu về cho đêm thắp nến cũng như cái địa chỉ cũng như liên lạc điện thoại của Ngô Thị Đức là 714-487-9764, 714-487-9764, và số điện thoại thứ hai của anh Nguyễn Minh Chí là 714-329-2280, 714-329-2280. Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi đã phỏng vấn làm mới cuộc hội thoại với tất cả các anh em trẻ ở đây trong cái đêm thắp nến, và chúng tôi sẽ thông báo cái buổi hội thoại này đến tất cả các nơi ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Chúng tôi xin thành thực cảm ơn
quý vị thính giả đã theo dõi cái cuộc hội thoại của anh em chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Xin được cảm ơn.